Trưa ngày 19 tháng 5, tình hình giao thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh mới ổn định trở lại. Trước đó khoảng 7 giờ cùng ngày, hàng ngàn phương tiện trên đại lộ Phạm Văn Đồng thành phố Thủ Đức hướng về sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình ùn ứ kéo dài trên đường. Tại giao lộ đại lộ Phạm Văn Đồng với Phan Văn Trị, cầu vượt Nguyễn Thái Sơn và ngã tư đường Lê Quang Định Phạm Văn Đồng, dòng phương tiện kẹt cứng, nhiều người dân di chuyển trên xe máy, xe ô tô đều mệt mỏi khi phải đứng chờ, nối đuôi nhau di chuyển chậm. Nhiều người thông tin trên Facebook do kẹt xe nên suýt lỡ chuyến bay vì đến muộn. Tại các tuyến đường này có nhiều cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng, nhưng tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài trên đường. Nhiều người dân do không chịu nổi nên tắp vào các quán để ăn uống, chờ hết kẹt xe tiếp tục di chuyển. Hơn 9 giờ cùng ngày, tình hình giao thông qua tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng vẫn ùn ứ kéo dài.